Chào các em học sinh thân mến. Rất vui vì được gặp lại các em trong chương trình Dạy học trên truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức. Các em thân mến, ở tiết trước, các em đã được tìm hiểu về phép lập luận chứng minh. Nhưng trong văn nghị luận, không chỉ dùng phép lập luận chứng minh mà còn sử dụng phép lập luận giải thích. Để tìm hiểu về phép lập luận giải thích, chúng ta hãy cùng đến với bài học hôm nay. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Cách làm bài văn lập luận giải thích. Các em ạ, đây là tiết học đã gộp hai bài học riêng biệt trước đây để thực hiện theo định hướng giảm tài của Bộ Giáo dục Đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Vì vậy, các em cần chú ý theo dõi. Trước hết, cô xin giới thiệu với các em mục tiêu của bài học. Qua bài học, giúp các em nắm được mục đích và các phương pháp giải thích trong bài văn lập luận giải thích, nắm được cách thức cụ thể trong việc làm một bài văn lập luận giải thích, những điều cần lưu ý và những lỗi cần tránh trong lúc làm bài. Bài học giúp rèn các kỹ năng nhận diện, phân tích một văn bản lập luận giải thích, biết so sánh để phân biệt lập luận giải thích với lập luận chứng minh, rèn kỹ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý và viết các phần, đoạn trong bài văn giải thích. Cô hy vọng qua bài học, các em có thái độ tích cực, hứng thú và ý thức tự giác trong học tập, cũng như có mong muốn tìm hiểu về cuộc sống xung quanh để mở rộng tầm hiểu biết của bản thân. Sau đây, chúng ta cùng đến với phần 1 của bài học hôm nay, mục đích và phương pháp giải thích. Các em ạ, thực ra giải thích rất quen thuộc với chúng ta. Chúng ta thường xuyên sử dụng giải thích trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu giải thích trong đời sống. Trong đời sống, chúng ta có thể bắt gặp các tình huống sau. Em đi học muộn, cô giáo hỏi em, tại sao hôm nay em lại đi học muộn? Tình huống thứ hai, bạn Lan thắc mắc, vì sao lại có mưa? Tình huống thứ ba, bác Hoa hỏi chú Tuấn, hiện nay chúng ta phải đeo khẩu trang để làm gì? Với những tình huống trên, các em sẽ làm như thế nào? Sau đây là gợi ý của cô. Với tình huống thứ nhất, các em cần trình bày được lý do đi học muộn để cô giáo biết. Ở tình huống thứ hai, cần nêu được nguyên nhân khoa học của hiện tượng mưa để bạn Lan hiểu. Ở tình huống thứ ba, cần chỉ ra được tác dụng của việc đeo khẩu trang trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay để bác Hoa hiểu rõ và sử dụng. Ở cả ba tình huống, cách giải quyết như vậy được gọi là giải thích. Như vậy, mục đích của giải thích là để giúp cho con người hiểu rõ về những điều chưa biết về mọi lĩnh vực trong đời sống. Đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ thứ nhất trong sách giáo khoa. Vậy, làm thế nào để các em có thể giải thích được các tình huống đó? Đối với tình huống thứ nhất, em phải hiểu rõ nguyên nhân của việc mình đi muộn. Với tình huống thứ hai, cần phải có tri thức khoa học về hiện tượng mưa qua việc đọc, học, nghiên cứu. Với tình huống thứ ba, phải có hiểu biết khoa học chính xác về tác dụng của việc đeo khẩu trang trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Như vậy, các em cần phải có những tri thức khoa học chuẩn xác về nhiều lĩnh vực để có thể giải thích được. Đây là nội dung thứ hai mà các em cần phải ghi nhớ trong phần này. Giải thích trong đời sống như vậy. Còn trong văn nghị luận, làm thế nào để có thể giúp cho người đọc hiểu về những điều chưa biết? Cô mời các em cùng tìm hiểu phần 2, giải thích trong văn nghị luận. Ở phần này, cô mời các em hãy đọc kỹ văn bản Lòng khiêm tốn trong sách giáo khoa trang 70 và trả lời các câu hỏi sau. Bài văn giải thích vấn đề gì? Bài văn giải thích vấn đề đó để làm gì? Bài văn giải thích bằng cách nào? Và qua những điểm trên, em hiểu thế nào là lập luận giải thích? Sau đây là phần gợi ý trả lời của cô. Có thể thấy, bài văn giải thích về lòng khiêm tốn, các em có thể căn cứ vào nhan đề và các từ ngữ được lặp đi lặp lại trong bài để xác định nội dung giải thích. Đây là một vấn đề tư tưởng đạo lý. Qua phần giải thích này, người viết muốn giúp người đọc hiểu rõ về lòng khiêm tốn như là một phẩm chất tốt đẹp cần có ở mỗi người. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng trong văn nghị luận, mục đích của giải thích là để giúp cho người đọc hiểu rõ về những vấn đề tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người. Để xác định văn bản nghị luận giải thích bằng cách nào, cô xin mời các em cùng đến với một phần trích từ văn bản
lòng khiêm tốn để có thể có câu trả lời. Trong văn bản, để giải thích, người viết đã mở đầu bài văn bằng một câu văn nêu định nghĩa về lòng khiêm tốn. Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản cho con người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật. Và quan sát trong toàn bộ văn bản, ta thấy còn có thêm một số câu nêu định nghĩa như vậy nữa ở đoạn văn 2, 3 và ở đoạn văn 6 mà cô không trích dẫn ở đây. Cách nêu định nghĩa giúp ta xác định được thế nào là lòng khiêm tốn. Ở đoạn tiếp theo, người viết dùng cách nêu ý nghĩa, giá trị của lòng khiêm tốn để giúp người đọc hiểu đây là một phẩm chất tốt đẹp, rất cần thiết với mỗi người. Điều quan trọng nhất của khiêm tốn là chính nó đã tự nâng cao giá trị cá nhân của con người trong xã hội. Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn, biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người khiêm tốn bao giờ cũng là người thường thành công trong lĩnh vực giao tiếp với mọi người. Và ở phần kết bài, người viết cũng dùng cách nêu ý nghĩa để giải thích về lòng khiêm tốn. Người viết đã đưa ra các biểu hiện để ta có thể nhận diện được phẩm chất đó ở mỗi con người trong cuộc sống. Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Ngoài ra, bài viết còn lý giải nguyên nhân vì sao chúng ta cần có lòng khiêm tốn. Và ở đoạn này, ta thấy dấu hiệu của cách so sánh, đối chiếu giữa cái chung với cái riêng, giữa cá nhân với mọi người. Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Và từ đó, người viết đã đưa ra cách noi theo để có thể học tập và rèn luyện lòng khiêm tốn. Vì thế, dù tài năng đến đâu, cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi. Bằng cách giải thích theo trình tự này, kết hợp với ngôn từ dễ hiểu, bài viết trở nên mạch lạc, rõ ràng mà vẫn chặt chẽ, logic, giúp cho người đọc hiểu rõ về lòng khiêm tốn. Như vậy, các em có thể thấy, bài văn lòng khiêm tốn đã sử dụng các cách giải thích, nêu định nghĩa, nêu các biểu hiện, so sánh, đối chiếu với các hiện tượng khác, chỉ ra nguyên nhân, ý nghĩa, cách noi theo vấn đề cần giải thích. Người ta gọi đây là các phương pháp giải thích. Và ở đây, cô cũng lưu ý với các em, khi giải thích về các vấn đề, hiện tượng tiêu cực, các em cần nêu được mặt hại, hậu quả, cách đề phòng, trái ngược lại với khi chúng ta giải thích về những vấn đề, hiện tượng tích cực. Cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu xong về mục đích và phương pháp giải thích trong văn nghị luận. Đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 71. Cô mời các em hãy cùng một lần nữa theo dõi lại nội dung của phần ghi nhớ này để nắm vững kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu. Ở đây, cô muốn lưu ý với các em, muốn làm được bài giải thích tốt, chúng ta phải đọc nhiều, học nhiều, vận dụng tổng hợp các thao tác giải thích phù hợp trong quá trình làm bài văn lập luận giải thích. Khi đã nắm được mục đích và phương pháp giải thích, các em có thể viết một bài văn lập luận giải thích hoàn chỉnh. Muốn viết tốt, các em cần nắm vững các bước làm bài văn lập luận giải thích. Đây cũng chính là phần 2 của bài học ngày hôm nay. Cô mời các em cùng chuyển sang phần 2 la mã, các bước làm bài văn lập luận giải thích. Các em ạ, để làm được một bài văn lập luận giải thích, chúng ta cũng thực hiện theo 4 bước làm bài như cô đã hướng dẫn các em ở bài học trước. Sau đây, cô xin mời các em hãy đọc kỹ cho cô đề bài ở sách giáo khoa trang 84 và chúng ta sẽ cùng thực hiện 4 bước làm bài với đề bài này. Đề bài như sau. Nhân dân ta có câu tục ngữ, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó. Với đề bài trên, ở bước 1 tìm hiểu đề và tìm ý, các em cũng xác định được những yêu cầu chung của đề. Đây là dạng bài nghị luận giải thích và các em có thể căn cứ vào một số những từ ngữ trong đề để chúng ta xác định dạng bài này. Đó là hãy giải thích, hiểu như thế nào, muốn nhắn nhủ điều gì.
đề nêu luận điểm cần giải thích, đó là tầm quan trọng của việc tìm hiểu trong cuộc sống để mở rộng tầm hiểu biết. Luận điểm này không được diễn đạt trực tiếp mà chúng ta cần phải suy luận từ nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Và phạm vi giải thích của đề là trong cả đời sống lẫn trong văn chương. Để tìm ý cho bài văn lập luận giải thích, các em cũng trả lời các câu hỏi giống như khi các em đi tìm ý trong bài văn lập luận chứng minh. Tuy nhiên cô lưu ý, nếu như trong bài văn lập luận chứng minh, để trả lời các câu hỏi này, các em cần phải sử dụng dẫn chứng để làm sáng tỏ các luận điểm. Và trong bài văn nghị luận chứng minh, dẫn chứng chính là linh hồn để giúp làm sáng tỏ luận điểm. Thì ở bài văn lập luận giải thích, các em cần tập trung đưa lý lẽ để giúp cho người đọc hiểu về luận điểm cần giải thích. Với đề bài trên, trước hết các em cần phải hiểu nghĩa của câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Câu tục ngữ này có cả nghĩa đen, nghĩa bóng và một lớp nghĩa sâu nữa. Các em cần phải đi giải thích cả ba lớp nghĩa đó. Chúng ta cần giải nghĩa từ ngữ, cụm từ rồi khái quát lại thành nghĩa chung của câu. Sau đó, các em giải thích bằng cách đặt các câu hỏi. Vì sao đi một ngày đàng, học một sàng khôn? Đi một ngày đàng như thế nào để học một sàng khôn? Trả lời các câu hỏi này sẽ giúp cho các em giải thích cho người đọc hiểu rõ về nội dung, ý nghĩa và giá trị của câu tục ngữ. Khi xác định được xong các ý trong bài, các em chuyển sang bước 2 là bước lập dàn bài. Một bài văn lập luận giải thích cũng cần phải có đủ 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài của bài văn lập luận giải thích có điểm giống với phần mở bài của bài văn lập luận chứng minh, đó là cũng nêu lên luận điểm và trích dẫn lại câu được đưa ra trong đề bài. Tuy nhiên, điểm khác ở chỗ là phần mở bài của bài văn lập luận giải thích cần phải mang định hướng giải thích, gợi nhu cầu được hiểu về luận điểm cần giải thích. Các em có thể dùng các từ ngữ hiểu như thế nào, liệu có chính xác không để dẫn dắt, gây chú ý vào luận điểm. Đối với phần thân bài của bài văn lập luận giải thích, các em cũng cần phải sắp xếp các ý vừa tìm được theo một trình tự hợp lý. Đầu tiên, các em cũng phải đi giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Việc giải thích này bắt đầu từ nghĩa đen, rồi đến nghĩa bóng và lớp nghĩa sâu của câu tục ngữ. Về nghĩa đen của câu tục ngữ, các em hãy quan sát. Đàng là một từ địa phương, cũng có nghĩa là đường đi. Ngày, đơn vị đo không gian của người xưa khi chưa có phương tiện đo độ dài, có nghĩa là nhiều, xa. Sàng là đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, chấu và tấm. Ở đây được dùng là đơn vị đo đếm của người xưa, có nghĩa là lớn và nhiều. Các em có thể quan sát hình ảnh về cái sàng ở trên màn hình. Khôn được hiểu là khả năng suy xét để xử sự một cách có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái độ không nên có. Sau đó, các em cũng suy ra nghĩa của các cụm từ có trong câu tục ngữ, rồi cuối cùng khái quát lại thành nghĩa đen của cả câu. Câu tục ngữ có nghĩa đi xa, đi nhiều sẽ giúp học được những cách suy xét để xử sự có lợi nhất, tránh được những việc làm và thái độ không nên có. Về nghĩa bóng, sau khi suy luận nghĩa bóng của từ ngữ và cụm từ, các em cũng khái quát lại được thành nghĩa bóng của cả câu tục ngữ. Câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn thể hiện một kinh nghiệm của cha ông ta. Đó là tìm hiểu cuộc sống bên ngoài nhiều sẽ giúp học hỏi được những điều bổ ích, giúp mở rộng tầm hiểu biết cho con người. Các em ạ, đằng sau câu tục ngữ này còn ẩn chứa khao khát được đi ra khỏi nhà, đi ra khỏi làng để mở rộng tầm mắt của người nông dân xưa. Khi liên hệ thêm với các câu khác cùng nội dung như câu tục ngữ đi một bữa chợ được một mớ khôn, hay câu ca dao đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, ta thấy câu tục ngữ này còn biểu hiện khát vọng của con người được khám phá thế giới xung quanh để mở rộng tầm hiểu biết, thoát khỏi sự hạn hẹp của tầm nhìn.
sau khi hiểu nghĩa của câu tục ngữ, ta cần phải lập luận để giúp người đọc hiểu rõ giá trị của câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sảng khôn thông qua việc trả lời các câu hỏi tiếp theo. Ở phần này, các em cần chú ý cho cô. Chúng ta cần tập trung đưa những lý lẽ khoa học chuẩn xác để trả lời. Các em có thể đưa dẫn chứng phù hợp để chứng minh rõ thêm cho phần giải thích. Tuy nhiên, chứng minh không được lấn lướt giải thích. Để giải thích cho ý 2, vì sao đi một ngày đàng, học một sảng khôn, các em cần đưa lý lẽ. Đầu tiên, các em đưa lý lẽ nêu nguyên nhân. Vì hiểu biết của mỗi cá nhân có hạn, nhất là nếu ở trong hoàn cảnh sống hạn hẹp, trong khi cuộc sống bên ngoài lại bao la, rộng lớn, chứa đựng nhiều điều mới mẻ. Do đó, nếu không chịu học hỏi thêm từ cuộc sống xung quanh, thì nhận thức của con người dễ trở nên hạn hẹp, chủ quan và phiến diện. Để làm rõ cho phần giải thích này, các em có thể đưa dẫn chứng. Ở đây, cô đưa câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng là một chuyện ngụ ngôn nhằm đúc kết những bài học và lời khuyên răn của cha ông ta về cách sống và đạo lý làm người. Câu chuyện phê phán những kẻ có tầm nhìn cạn hẹp giống như con ếch trong chuyện nhưng lại huênh hoang, kiêu ngạo, không chịu học hỏi để mở rộng tầm hiểu biết nên đã gặp phải một kết cục bi thảm. Từ đó, người xưa đã đưa ra lời khuyên cho mỗi người. Qua câu chuyện, người đọc có thể hiểu rõ thêm về phần giải thích ở trên của các em. Tuy nhiên, cô lưu ý, các em không nên sa đà vào phân tích, bàn luận về dẫn chứng vừa đưa ra. Vì như vậy, các em đang thực hiện thao tác chứng minh dẫn đến làm sai dạng bài. Cần tập trung vào phần giải thích bằng cách đưa thêm lý lẽ. Lý lẽ 2, các em cần nêu được lợi ích của việc đi một ngày đàng. Khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tức là ta có thêm điều kiện để biết nhiều người, nhiều nơi, nhiều điều mới, thu nhận được thêm những kinh nghiệm sống, điều hay và lẽ phải. Từ đó, có thể mở rộng tầm hiểu biết của bản thân mỗi người. Các em ạ, gặp một con người mới, chúng ta hiểu thêm về hoàn cảnh, tính cách và số phận khác. Đi đến một thành phố, đất nước mới, ta biết thêm về thiên nhiên, con người, cách sống, phong tục tập quán khác. Chứng kiến một câu chuyện, trải qua một sự việc mới, ta có thêm những bài học kinh nghiệm để chiêm nghiệm và điều chỉnh bản thân trở nên tốt hơn. Nếu chỉ quẩn quanh trong một môi trường cũ kỹ, quen thuộc, thì làm sao ta có thể thu nhận được những điều mới mẻ ấy? Nó cho ta thấy thế giới xung quanh ta rộng lớn, bao la vô cùng. Chỉ cần đi một ngày đàng, bạn sẽ học được một sảng khôn. Và các em ạ, thế giới bên ngoài nhiều khi đã được gói trọn trong một thước phim. Cô mời các em hãy cùng đi để có thể hiểu rằng cuộc ngồi thuyền bao, khám phá khu bảo tồn loài rùa đất ở đảo Risen và ngắm nhìn những rạn san hô tuyệt đẹp cho những ai yêu thích lặn biển. Càng không thể bỏ qua chương trình ngắm cá heo tại khu vực Ấn Độ Dương mênh mông. Lục địa đen châu Phi luôn là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang dã. Châu Phi, mùa thú di cư sẽ là hành trình tuyệt vời muôn vàn điểm nhấn khiến bạn không bao giờ quên. Ước gì cô và các em được như các du khách trong clip đi đến và tham quan những khu rừng, khu bảo tồn như thế ở châu Phi để có thể hiểu thêm về thiên nhiên, đất nước, con người ở lục địa đen này. Như vậy, các em có thể thấy rằng cuộc sống xung quanh ta vẫn còn vô vàn điều kỳ bí, lý thú đang chờ đợi chúng ta tìm hiểu, khám phá để mở rộng tầm hiểu biết. Nhưng đi như thế nào để học một sảng khôn? Cô mời các em, chúng ta hãy cùng giải thích ý thứ ba. Để giải thích ý này, các em cần đưa lý lẽ, nêu giải pháp, cách phát huy giá trị, ý nghĩa của câu tục ngữ. Đầu tiên, chúng ta cần chọn cách đi. Tìm hiểu, khám phá cuộc sống bên ngoài có thể bằng nhiều cách. Tự trải nghiệm qua sách vở, mạng thông tin. Tuy nhiên,
trong điều kiện có thể nhất, các em hãy tự mình trải nghiệm, hãy tự mình khám phá thế giới bên ngoài để có thể thu nhận được những kiến thức thiết thực nhất cho chúng ta. Sau đó, các em cần phải chọn cách học, bởi lẽ cuộc sống có nhiều điều tốt, nhưng không phải không có những điều chưa tốt. Cần chọn lọc những điều hay, lẽ phải, điều có ý nghĩa trong cuộc sống để học hỏi, mở mang tầm hiểu biết, nhất là trong thời kỳ đất nước đang hội nhập hiện nay. Đó là sự sàng lọc, là lựa chọn một cách chủ động và khôn ngoan, cũng như thể hiện khát vọng hoàn thiện bản thân của mỗi người. Đặc biệt, trong những ngày đất nước đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, cô tin rằng các em đang có những bước đi, chọn cho mình những cách đi để tìm hiểu, khám phá, thông qua những bài học online, học trên truyền hình với những kiến thức bổ ích và lý thú. Như vậy, các em có thể thấy rằng câu tục ngữ không chỉ đúng với người xưa mà vẫn còn có ý nghĩa cho đến ngày hôm nay. Như vậy, cô đã hướng dẫn các em lập ý xong cho phần thân bài trong bài văn lập luận giải thích. Các em có thể thấy vai trò của phần thân bài trong bài văn lập luận giải thích là cần trình bày được lần lượt các ý cần giải thích. Và trong phần này, các em cần sử dụng kết hợp các phương pháp giải thích một cách hợp lý. Sau đây, chúng ta chuyển sang thực hiện đối với phần kết bài. Phần kết bài của bài văn lập luận giải thích cũng giống như phần kết bài của bài văn lập luận chứng minh. Đó là các em cũng cần khẳng định lại luận điểm, rút ra bài học và liên hệ bản thân. Sau khi lập dàn ý xong, các em cùng chuyển sang phần viết bài. Và trong phần viết bài, các em cũng nên viết thành các đoạn văn từ mở bài cho đến kết bài. Đối với phần mở bài, cô mời các em cùng theo dõi 3 cách mở bài trong sách giáo khoa trang 85. Cách 1, đi thẳng vào vấn đề. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là một câu tục ngữ hay, chẳng những đúc kết kinh nghiệm học tập của người xưa mà còn thể hiện khát vọng được đi xa, mở rộng tầm mắt. Đây là cách mở bài trực tiếp. Cách mở bài thứ hai, đối lập hoàn cảnh với ý thức. Người nông dân Việt Nam xưa, quanh năm chỉ bó mình trong lũy tre xanh, tầm mắt hạn hẹp. Chính vì vậy mà dân gian đã có câu tục ngữ, khích lệ họ đi đó, đi đây, để mở rộng hiểu biết. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Cách mở bài thứ ba, nhìn từ chung đến riêng. Cái chung là, nhân dân ta có nhiều câu tục ngữ, ca dao, nói về việc đi xa để mở rộng tầm mắt. Cái riêng, một trong những câu đó là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Cách mở bài thứ hai và ba là cách mở bài gián tiếp. Dù mở bài theo cách nào, các em cũng cần phải đảm bảo yêu cầu của phần mở bài trong bài văn lập luận giải thích. Đó là nêu ra được luận điểm cần giải thích và gợi ra được phương hướng để giúp cho người đọc hiểu về luận điểm cần giải thích. Khi viết phần thân bài của bài văn lập luận giải thích, chúng ta cũng cần phải lưu ý những yêu cầu giống như khi viết phần thân bài của bài văn lập luận chứng minh. Cần phải có những từ ngữ chuyển tiếp từ phần mở bài đến phần thân bài và các em nên viết các ý giải thích thành những đoạn văn để tạo nên trình tự lập luận mạch lạc, rõ ràng. Đối với đoạn văn giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ, các em cần lưu ý những yêu cầu sau. Cần có câu chủ đề khái quát nội dung chính của đoạn, chúng ta gọi đó là luận điểm phụ. Giải nghĩa từ ngữ, từ nghĩa đen, nghĩa bóng đến nghĩa sâu nếu có. Sử dụng các phương pháp giải thích hợp lý. Giữa các câu văn cần có liên kết về nội dung và hình thức. Sau đây, cô xin mời các em cùng đến với một đoạn văn tham khảo về giải thích nghĩa đen của câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Cô mời các em cùng theo dõi. Các em hãy lưu ý cách giải thích nghĩa của câu được trích dẫn ở đây. Trong đoạn văn này, câu chủ đề là câu nêu lên luận điểm phụ được đặt ở cuối đoạn văn. Và câu chủ đề này cũng chính là câu nêu lên ý nghĩa khái quát của câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Còn các câu văn trước đó là những câu nêu lên ý nghĩa cụ thể của từ ngữ, của cụm từ để giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa khái quát của câu tục ngữ. Trong đoạn văn này, người viết sử dụng các phương tiện liên kết câu, đó là các quan hệ từ, việc lặp các từ ngữ,
để tạo sự liên kết giữa các câu văn. Ngoài ra, các em có thể thấy đoạn văn sử dụng phương pháp nêu định nghĩa để giải thích cho chúng ta hiểu rõ về nghĩa đen của câu tục ngữ đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Với các đoạn văn giải thích nghĩa của các câu được trích dẫn khác trong đề bài, các em cũng viết theo cách tương tự để hoàn thành đoạn văn giải thích ý nghĩa của một câu được trích dẫn. Đối với đoạn văn giải thích về nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ, các em cần lưu ý các yêu cầu như sau. Đoạn văn cần có câu chủ đề nêu ý chính của cả đoạn, đó chính là luận điểm phụ. Lý lẽ cần chặt chẽ, có cơ sở thuyết phục, đề cập đến mọi mặt của luận điểm cần giải thích. Các em có thể đưa dẫn chứng để chứng minh, miễn là phù hợp và không được lấn lướt giải thích. Các em cần sử dụng các phương pháp giải thích hợp lý trong đoạn văn, kết hợp với các phương thức biểu đạt khác như yếu tố tự sự, miêu tả hay biểu cảm. Và giữa các câu văn, đoạn văn cần có liên kết về nội dung và hình thức. Sau đây, cô cũng giới thiệu với các em một đoạn văn giải thích ý hai của đề bài trên, đó là vì sao đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Cô mời các em hãy theo dõi đoạn văn. Trong đoạn văn này, các em hãy lưu ý cách giải thích. Đoạn văn có câu chủ đề là câu nêu luận điểm được đặt ở đầu đoạn. Câu chủ đề, câu nêu luận điểm các em có thể đặt ở đầu hoặc cuối đoạn văn. Trong đoạn văn, sử dụng lý lẽ để giải thích cho người đọc và có đưa dẫn chứng một cách phù hợp vừa phải để giúp cho phần giải thích trở nên rõ ràng hơn. Đoạn văn có sử dụng kết hợp với các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm một cách hợp lý, giúp cho đoạn văn nghị luận trở nên sinh động, hấp dẫn, gây được sự chú ý của người đọc vào luận điểm cần giải thích. Trong đoạn sử dụng hợp lý các phương tiện liên kết câu, giúp cho đoạn văn trở nên chặt chẽ, liền mạch về hình thức. Và chúng ta thấy ở trong đoạn văn này sử dụng kết hợp các phương pháp giải thích khác nhau, đó là nêu nguyên nhân, so sánh, đối chiếu, nêu hậu quả. Như vậy, các em có thể căn cứ vào đoạn văn tham khảo này để viết các đoạn văn giải thích đối với các ý giải thích cụ thể nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ, để từ đó hoàn thành bài giải thích. Sau khi viết xong đoạn văn cho phần thân bài, các em chuyển sang viết đoạn văn của phần kết bài. Các em cũng cần phải lưu ý sử dụng các phương tiện liên kết để liên kết phần kết bài với phần thân bài trước đó, giống như trong bài văn lập luận chứng minh. Cô xin giới thiệu với các em một phần kết bài mà sách giáo khoa đã hướng dẫn ở trang 86. Cô mời các em cùng theo dõi. Ngày nay, giao thông thuận tiện, đời sống đã khấm khá. Nhiều người có điều kiện đi xa để học hỏi, nhưng câu tục ngữ xưa vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với những ai quen sống khép mình, tự thỏa mãn với mình. Câu tục ngữ đã liên hệ thực tiễn và bàn luận mở rộng. Về nhà, các em có thể tìm thêm các cách kết bài khác, miễn là phù hợp với yêu cầu của phần kết bài trong bài văn lập luận giải thích. Phần kết bài nên gợi ra phương hướng, định hướng về nhận thức và hành động cho người đọc trong thực tiễn. Sau khi viết bài xong, chúng ta thực hiện bước cuối cùng trong quá trình tạo lập văn bản, đó là đọc lại và sửa chữa. Các em cần dành thời gian cho bước này để kiểm tra lại những lỗi về hình thức và nội dung, giúp cho bài viết của các em hoàn chỉnh hơn, tránh bị trừ điểm đáng tiếc trong các bài thi hay các bài kiểm tra. Các em thân mến, như vậy, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu xong các bước làm bài văn lập luận giải thích. Đây cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 86. Cô mời các em hãy chú ý theo dõi nội dung của phần ghi nhớ. Ở đây, cô lưu ý các em, lời văn giải thích cần phải sáng sủa, dễ hiểu. Và giữa các phần, các đoạn cần có phương tiện liên kết phù hợp để giúp cho bài văn trở nên liền mạch và logic. Đối với phần luyện tập, đây chính là phần đã được giảm tải. Vì vậy, cô khuyến khích các em hãy tự hoàn thành ở nhà. Và các em thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu xong những nội dung liên quan đến phép lập luận giải thích trong văn nghị luận. Các em có thể lưu ý lại những kiến thức này qua sơ đồ tư duy trên màn hình. Cô giao thêm bài tập về nhà cho các em như sau. Bài 1. Lập dàn ý cho đề bài sau. Một nhà văn có nói, sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Hãy giải thích nội dung câu nói đó. Các em hãy soạn bài
sống chết mặc bay. Các em thân mến, vậy là với bài học hôm nay, cô đã giúp các em hoàn thành việc tìm hiểu các dạng bài của văn nghị luận trong chương trình ngữ văn lớp 7. Cô hy vọng mỗi bài học về văn nghị luận, dù là chứng minh hay giải thích, đều sẽ đem đến cho các em thêm những kỹ năng làm bài và thêm cả những hiểu biết về cuộc sống xung quanh chúng ta. Bài học giúp các em đi một ngày đàng và cô chúc các em sẽ học được một sảng khôn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.